trọng tài đã nổi còi bắt đầu trận đấu. Cho Ronaldo. Jerome Boateng. Mario Balotelli. Cho. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Rất tốt. Rodrigo Hernandez Cascante. Perisic. Cơ hội. Bóng đổi hướng. Bàn thắng vẫn đến. Đó là một cú đua phá bứt tốc tuyệt vời và một bàn thắng. Vâng, làm thế nào một cách nhanh chóng họ bứt tốc từ phía sau, một tình huống phản công. Tỷ số được mở 1-0. Tình huống ngay. Quaresma căng ngang. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Rodrigo Hernandez Cascante. Ferdinand. Cần phải rút ngay một chiếc thẻ vàng. Ferdinand. Họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Rất tốt, một pha cả bóng rất tốt. Rodrigo Hernandez Cascante. De Bruyne. Ricardo Quaresma. Chuyền bóng lại. Thật gọn gàng. Cho. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Ricardo Quaresma. De Bruyne. Bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Tình huống lấy bóng của Laporte. De Bruyne. Rất nhanh. Sút đi. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Nguy hiểm. Chỉ có một bàn được ghi trong hiệp 2 của trận đấu tại Old Trafford xin được bắt đầu. Perisic. De Bruyne. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ.
rất tốt. Ricardo Quaresma. Ô cột dọc, bàn thắng đã rất gần. Ferdinand. Đó là pha can thiệp rất tốt của Boateng. Và đây là cú sút. Wow! Đó là một pha cứa lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Tỷ số được đưa lên 2-0. Chiếc xe bát hai tầng vững chắc đang được dựng lên. Rodrigo Hernandez Cascante. Deu. Ronaldo. Cần phải kéo giãn hàng phòng ngự đối phương ra trước. Và đó là một quả đánh đầu. Rất khó để có thể giành chiến thắng nếu cứ phung phí cơ hội như thế này. Đúng là như vậy, cần phải dứt điểm nắn nót hơn. Rodrigo Hernandez Cascante. Mario Balotelli. Ferdinand. Sút. Thủ môn đã bắt được bóng. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là De Bruyne. Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Ronaldo. Ronaldo. Tuyệt vời. Đó là một thắng. Một dấu hiệu quan trọng giúp cho thế trận của đội bóng tốt hơn. Dứt điểm đẳng cấp. Thủ môn không có một cơ hội nào cho hướng này. Bóng đi ngay vào góc dưới khung thành. Một thế trận áp đảo. Có thể nói là trận đấu đã kết thúc ở đây. Anh ấy đá cái đầu bóng. Benjamin Mendy. Sút đi. Cú sút không trúng đích. Tiếng còi mãn cuộc cuối cùng cũng đã vang lên.